Và nên nhớ khi mà em làm bộ nồi thì cũng không có nghĩ là phải tra người ta. Là sao không phải làm bộ nồi vô xong là muốn chạy mạnh là mạnh đâu, không có. Nó chỉ đỡ một phần nào cho các bạn thôi. Rồi vô đừng nói anh Tây ơi, nhớ một câu nha, dị ứng nhất là làm nồi xong bữa sau quay lại bán vốn của anh Tây, đầu lòng em sao chảy nhớt. Ủa làm nồi không sao tự nhiên đầu lòng chảy nhớt không em nội. Ủa làm nồi không, ủa anh Tây ơi, sao bên xe em nó kêu xè xè gì đó, kêu xin cam. Chào 500 em YouTuber. Thì hôm nay quay giờ lại là làm nồi xe quay riêng bình thường, quay RF xe quay nè, xe rim nè, rim lùng nè, SCA, nói chung là những cái dòng xe mà 100cc, 110cc, 50cc đồ đó, quay rim Honda mình á, nó xài chung một cái máy. Đó thì cái quay RF này nó cũng xài chung với máy xe rim Super luôn, rim Thái luôn, nói chung là chung hết đi. Thì mình sẽ quay lại mình báo giá, lâu rồi mình chưa có báo giá lại. Và cái giá tiền mình đang làm cho xe này sẽ nói trước với bạn luôn là sẽ cao. Và vì sao cao? Thì khi mà làm một cái chiếc xe á, mình sẽ lấy cái mức giá của một cái chiếc xe cao mình đăng lên trên mạng. Để làm chi? Để nó dự phòng những trường hợp là xe này vô hư ít, xe này vô hư nhiều. Thì những anh em ở tỉnh hoặc là những cái người mà xe hơn nhiều, người ta vô biết người ta còn dự trù được cái số tiền người ta cầm theo. Chứ còn đa số những cái xe quay rim này á, mình làm là khoảng 1.850.000 đổ về. Thì cái xe của anh này thì tại sao mình làm cái clip quay cho các bạn coi. Thì bây giờ là trước tiên là vậy. Xe này thì chủ xe có biết tình trạng chủ xe trước như thế nào không? Chủ xe chia sẻ với mọi người đi, với lại chủ xe làm gì, chủ xe chia sẻ luôn rồi một ngày đi lại nhiều hay không. Bây giờ đầu tiên gọi đầu tiên là chủ xe có biết tình trạng của chủ xe hay không? Là cái xe nó nói chung nó chạy yếu rồi anh, tại lúc trước có làm ở gần chỗ em. Nhưng mà cái này chắc cái điểm nó có làm nồi rồi. Nhưng mà thấy nó chạy không ngon. Ủa thôi chạy thời gian mà bắt đầu thôi để lên tay làm luôn một lần luôn. Thì cái anh này nè, cái xe anh đang dính vô cái vấn đề nữa là nồi độ, mà nồi 6 lò xo. Rất nhiều anh em hỏi mình là xe quay rim làm nồi 5 lò xo, 6 lò xo, mình đều từ chối, mình không làm. Và tại sao mình không làm thì mình cũng chia sẻ với các bạn luôn. Cái xe của các bạn á là một cái xe dinh nó là 100cc. Khi các bạn làm một cái nồi á, không phải là nó thần thánh là cái xe 100, thì khi mà các bạn chạy nó sẽ được làm cái nồi xong nằm 5 lò xo, 6 lò xo. Cái nồi càng bắt á, nó sẽ chạy càng mạnh. Ví dụ như là cái xe chạy được 100 đi, thì bây giờ là làm nồi xong mà cái nồi 5 lò xo luôn, cái nồi 6 lò xo luôn, nó sẽ ra chạy đường 101, 102, 103, 104, là không có chuyện đó. Cho nên là các bạn đừng hiểu lầm về cái vấn đề đó là một. Tiếp đến cái vấn đề thứ hai là về cái xe này. Cái xe này đang đi là bộ nồi 6 lò xo. Đó, thì bây giờ là sẽ cho người chủ xe nè, người ta chia sẻ là rõ nhất. Em lên bộ nồi này là được bao nhiêu lâu rồi? Từ cái ngày mà dịch bùng phát đó, anh, hình như tháng 6 rồi phải á. À vậy là cỡ 1 năm đi. Còn 2 tháng nữa 1 năm, bữa nay tháng 4, hôm nay tháng 5. Nhưng mà em ngửa dịch ở nhà cũng nửa năm rồi. À vậy là nói chung là bộ nồi này làm cho đại khái khoảng 6 tháng. Thì em đủ cái trải nghiệm là em làm cái nồi 6 lò xo này vô là cái xe em nó có gơ góp, nó chạy mạnh hay gì được không? Không, tại vì cái này có chủ cái tiệm đó là cũng mới nói là làm cái nồi. Ông cũng làm cái nồi này là nó mấy xe kia nó bốc, mà sao chiếc này nó không bốc bằng mấy chiếc kia. Rồi cái mình lên cái xe thấy nó cũng không ngon, thôi kệ rồi, thôi không được, thôi mình qua cho chỗ khác mình làm. Rồi bây giờ vậy đầu tiên giải thích hộ giùm anh chủ xe kia luôn. Rồi bây giờ á, có thể là cái nồi gắn lên một chiếc xe khác nó mạnh, nhưng mà gắn qua cái xe này nó yếu. Tại sao là vậy? Và nó cũng là quan điểm của tay luôn. Thì ví dụ như là một cái máy nè, các bạn chạy quá lâu rồi, quá cũ rồi, là nguyên con người mình nó già hết. Tự nhiên bây giờ mình cắt hai chân mình bỏ, mình thay vô, ví dụ mình 60 tuổi đi, mình thay vô hai cái chân của thằng 20 tuổi. Nhưng mà trái tim đồ của mình nè, nó vẫn là một trái tim già cỗi, các bạn chạy không được. Thì nó cũng giống như chiếc xe vậy. Xe này là ông này ông chạy quay đầu luôn rồi, ông này ông chạy qua 100.000 cây quay lại 16.000 cây luôn rồi. Mà sợ còn hơn vậy, nó nhiều khi dây km rồi nó hư nữa đúng không? Đó, thì bây giờ bắt buộc làm một cái bộ nồi không á, mà để mà cái xe này nó chạy mạnh hơn nữa hoặc là nó tiếp tục lại thì là không phải vấn đề đó. Cho nên rất nhiều anh em vô cái tình trạng máy anh em không tốt mà anh em kêu mình làm nồi, là hồi xưa giờ mình không nhận làm. Mình nói lộ luôn, một là em làm thì em làm là làm tới đó. Bởi vì sao? Cái máy anh, máy là gì? À đầu lòng nè, dên bọng nè, nồi lưu số đồ nó quá yếu rồi, hoặc là đầu lòng nó bắt hơi rồi, bây giờ anh kêu em làm cái nồi á, nó không đủ, nó chạy lại nữa.
thì không có cách nào mà em làm cái xe em ra chạy mạnh được hết nha. Nhiều người ta nghĩ ta bỏ đồng tiền ra vậy là rất là gơ gớm, là 2-3 triệu gì đó làm một cái nồi là gơ gớm, cái xe nó phải chạy mạnh hơn lại không có. Đầu lòng các bạn bắt hơi xuống bắp đồ là nó xì nó đồ, hoặc là bình xăng nó quá cũ, nồi chạy nhẹ đâu ra, cái nồi nó chỉ bắt không bắt, nó cắt bây giờ hết hay không cắt thôi. Đó là xong, giải thích giùm em trai chủ xe luôn. Và các bạn nên nhớ nha, quay riêng em không có làm nồi 5 lò xo 6 lò xo đâu, cái động cơ mình sắp kéo nó tới đó làm nồi nó bắt hơn chút, nó nhẹ nhàng hơn chút là thôi à. Đó thì khi mà em mở nồi bạn này ra là chuông này là chuông theo xe đó, người ta có vớt nhám vớt lén đồ để mà cái xe nó bắt hơn là đúng đó. Nhưng mà em thì em lại không có theo cái trường phái này, và đi đi bố cướp. Em thì em cái đồ dinh em phan tới, hoặc là ví dụ những cái xe rim thái thì em đi bố cướp, nhưng mà em cũng không có mài mài này để tăng độ bắt á. Nhưng mà bạo phát thì bạo tàn mà các bạn, độ bắt nó càng nhiều thì cái xe các bạn nó sẽ càng mau hết bố đó. Trừ trường hợp là những cái xe nào nó quá yếu em phải đi nồi cướp, em đi bố cướp thôi. Rồi mặt nhôm xe bạn này á, đây là mặt nhôm 6 lò xo. Rồi những cái này là chắc chắn bạn này bạn biết cho nên là em không cần giải thích đó. Lá bố lá sắt rồi, lá bố lá sắt lô, lò xo độ. Rồi xe bên này bị cái gì nữa thì xe bên này là bị gãy cái bộ ba bi nè, nó gãy cái chốt, nó gãy cái chốt ba bi. Cần muốn xe bên này cũng tới tuổi rồi thì bây giờ nếu mà em đi giờ thì mình cần những gì, thì khi mà em đi giờ em sẽ cần là em làm bộ nồi lại. Em làm nồi là cái gì? Em làm cái chuông nè, thấy được cái chuông không vậy? Đó, em làm cái chuông nè, em làm cái ba kèn lại nè, là em làm nồi. Rồi cái này đen là bố cước nè, em thay lại ba kèn dài, là em thay cục này là thành là ba kèn dài. Rồi em thay lá bố hãng, em thay lá sắt hãng. Rồi em thay hai mặt nhôm hãng. Nhưng mà sao, rồi em phải di lại bốn cái lò xo dinh nữa. Đó. Rồi tiếp nè, em thay cái này nữa, bộ ba bi. Rồi ron rách nè, nhớt nè. Rồi em phải thay về lại lá sắt khác nữa, em phải canh lá sắt lại nữa. Rồi cái cần là cái muỗng, cái này là kêu là cái cần, bộ này là cái muỗng đó, thì em cũng phải thay lại, nó hư luôn rồi. Rồi do cái này á, mặt nhôm đây là mặt nhôm 6 lò xo, thì cái mặt nhôm 4 lỗ này á, thành là mặt nhôm 6 lỗ rồi, em phải thay về lại cái này là mặt nhôm. Nguyên ơi, lấy cái này cho anh, 4 lỗ á, là em phải thay về lại cái này 4 lỗ đó. Em thay về lại cái này 4 lỗ rồi em mua thêm cái mặt đèn nữa, thì các bạn thấy là nó đẩy ra rất là nhiều đúng không? Là không phải là do em quyết định mà là do tình trạng xe của bạn này quyết định. Nhưng mà mấy đồ dinh cũ là còn hay không? Không còn luôn. Nếu mà anh em nào mà còn giữ đồ dinh cũ có đem qua mình vẫn làm lại cho các bạn đỡ tốn tiền bình thường, thì mình mới nói thôi, cái này là mua lẻ từng món rất là tốn tiền. Mình mua nguyên bộ nồi qua pha hãng mới mình ấp vô cho bạn này đó. Thì là cái này các bạn đó, cái này là 4 lỗ rồi đúng không? Còn cái này là nó là 6, cái này là xài 4 lò xo, cái này xài 6 lò xo, nó khác biệt 100%. Rồi phải mua thêm bạc đèn nữa, cái này bạc đèn lớn, cái này bạc đèn nhỏ đó. Cho nên là mình mới nói là thôi thay nguyên bộ nồi hãng mới vô thì cho nó ngon, mà đỡ tiết kiệm chi phí, nó rẻ hơn nhiều là làm đồ món. Thì thêm một câu nữa nè, thay nguyên bộ nồi hãng mới vô, em phải hiểu là ví dụ trong hãng đầu tiên đi, ví dụ trong hãng thì nó bán là khoảng gần 2 triệu một bộ thôi, anh nói giá công khai cho em luôn là khoảng gần 2 triệu một bộ nồi full nó tất cả. Nhưng mà mình sẽ tính cho bạn này á là 2650. Và tại sao lại như vậy thì những người đã đi nồi hãng rồi chắc chắn sẽ biết, nồi hãng bỏ vô nó sẽ không bắt và nó kêu và nó có hú gió. Thì khi mà anh làm anh thay bộ nồi mới cho em chắc chắn nó cũng phải hú gió luôn, nhưng mà hú rất nhỏ nha, thì lát nữa em sẽ chia sẻ với các bạn luôn ha. Nhưng mà một cái nữa, đầu tiên á các bạn cũng biết em mở ra em làm kinh doanh thì phải có lời, thì cái đó là chuyện tất nhiên. Còn tiếp đến cái thứ hai á là em sẽ canh chỉnh lại bộ nồi hãng này, và em nhìn bạn này thì em biết chắc chắn luôn là bộ nồi hãng bắt buộc là phải làm cho nó gần rót, cho nó bốc. Bởi vì sao? Ông chở hàng mà nếu mà làm không bốc á, ông chở người vô đồ ông chở đâu có nổi. Đó là em sẽ thay lò xo vô cho chủ xe, em canh lại bộ lò xo độ cho nó bắt chút, rồi mình xử lý lại chuông luôn. Thì em sẽ làm những gì như thế nào thì bây giờ là em sẽ vô em làm và phân tích cho các bạn hiểu, chứ không phải các bạn đừng có nghĩ là ai đi vô hãng mua một bộ nồi hãng là lấy. Chắc chắn luôn
Bởi vì rất nhiều anh gọi mình nói, ủa anh Tây ơi, em mới mua bộ nồi trong hãng rồi mà sao giờ cái xe em nó cũng kêu. Nó kêu nha. Đó, thì mình mới nói vô hãng hỏi hãng chứ sao hỏi mình. Mình đâu có biết chừng nào mà mình làm cái xe đó cho các bạn. Thì mình sẽ trả lời câu hỏi đó cho các bạn một cách kỹ càng nhất. Rồi bây giờ mình soạn đồ mình ráp cho anh trai chủ xe này ha. Dạ chào 500 anh em YouTuber. Thì riêng cái xe này á, của anh trai này, nói thẳng luôn là nhận trọn gói 2650 bao gồm hết toàn bộ cho nó lẹ. Bởi vì sao? Thì đầu tiên thực sự mình rất là mến những anh em chạy ráp. Và mình rất là ghét những người nào nói em khổ, em sinh viên hay gì. Và đa số rất nhiều sinh viên rất là nhiều. Nói em sinh viên đi làm không có tiền, chạy gì chạy cũng nó ít, chạy lấy đớp y. Rồi cứ rên, thực sự với các bạn luôn á, đã làm nghề này ai cũng khổ đó. Mình cũng là người thợ sửa xe, cũng tay chân dầu nhớt không à. Mình cũng lo cho nhân viên rất nhiều tiền mặt bằng mặt đồ nữa. Cho nên các bạn làm ơn hạn chế mở điện ra nói cái từ em khổ. Rồi thì bây giờ là xe này nè, thì thực sự rất là quý anh trai, bởi vì anh trai cũng rất là dễ thương. Cho nên là mình nhận đây, mình nhận gói gọn là 2650. Có nhiều xe vô là có khi là sẽ mắc hơn nha. Cho nên các bạn đừng có so sánh là ủa sao anh Tây làm cho xe này là 2650 làm xe mắc hơn. Bởi vì em nói thẳng luôn ở đây là tiền thì em không có nhiều, nhưng mà em hỗ trợ được gì cho anh ta em hỗ trợ. Bây giờ em sẽ làm những gì? Thì đầu tiên á, em thay nguyên bộ nồi chính hãng nè, KFL110 nè. Là cái này là cái chuồng heo, kêu lại chuồng heo đi. Đó, đúng chính hãng. Rồi em thay chuông này cũng là cái chuông hãng luôn. Và cái chuông này á, trên thị trường đang rất là nhiều lỗ nha các bạn. Coi đơn giản lắm, các bạn coi cái lỗ sắt này, cái miếng này nè, nếu mà màu đen á là không phải hãng rồi. Còn cái miếng mà nó màu trắng giống như nước nhôm này vậy là đúng chính hãng. Đó là cách phân biệt dễ nhất. Còn các bạn đừng coi những chi tiết này, đừng coi này, đừng coi chuông, nhái y chang 100% luôn, chỉ khác bộ bao bì ở trong thôi. Hoặc là có thể người ta mua cái này là mua đồ hãng luôn á, rồi người ta bỏ bộ baby lô cho nó giá thành hạ rẻ xuống. Đừng có mơ đồ rẻ, bởi sao? Đồ rẻ ngon xài được thì xài, còn nó sẽ có một số đồ rẻ mà xài không được. Ví dụ như là cái giá đồ hãng nó sẽ có một cái mức quy định về giá cả cố định cho các bạn. Các bạn không thể nào mà các bạn cũng đồ hãng, ví dụ trong hãng đang bán là 1 triệu thì tự nhiên giờ ông này cũng bán đồ hãng mà 200-300 ngàn, không bao giờ có chuyện đó. Mình phải thông minh, mình hiểu được. Rồi đây là kêu là cặp nhông hú nè. Rồi cái này là gì? Nguyên cái đế ba càng nè. Rất là nhiều người bị mà người ta không biết là người ta bị cái này nè. Bị là gì? Người ta ráp vô, người ta đi thời gian nổ găng tay nó kêu cọc, 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 lên ga nó hết. Do đầu do đây, cho nên là mình mới nói các bạn là à, ví dụ như là trong hãng bán 1 triệu mấy hoặc gần 2 triệu bộ đi, các bạn cứ vô hãng mua. Quan trọng khi mà bị á, người ta xử lý cho các bạn hay không. Còn đây là mình làm, mình xử lý luôn đó, và luôn tiền công, luôn tiền nhớt, luôn tiền nhau, rất là rẻ, hợp lý nữa đó. Rồi em đây hai mặt dơm nè, đây hai mặt dơm chính hãng, mã đâu đàng hoàng không gặp em. Rồi thì mình sẽ so sánh cho các bạn hai mặt dơm độ là sao, hai mặt dơm zin là sao và tại sao nó thay luôn. Rồi ti đứng qua đây nè, rồi đi lên quay hai mặt dơm này em. Bây giờ nè, hai mặt nhôm này là hai mặt nhôm zin trên xe là 4 lỗ ha. Còn này là hai mặt nhôm độ nè, hai mặt nhôm độ là 6 lỗ nè. 1 2 3 4 5 6. Đó, chân này cũng vậy, 6 chân, còn hai mặt nhôm zin là 4 chân. Đó thì khi mà anh trai này thay như vậy mà độ zin anh không còn á thì cái nắp 4 lỗ này, nắp 4 lỗ hãng nè, mình cũng phải mua nắp 4 lỗ hãng nữa nè. Rồi cái nắp này cũng vậy, nó khác biệt hoàn toàn 100%, cho nên là mua lại đồ từng món từng món á thì rất là tốn tiền. Rồi cái này của ảnh nè, nó gãy cái chân nè. Mình thay qua cái bộ này là có lý do để bể cho nó vô số nhẹ hơn. Đó, bộ ba bi, cái này kêu là bộ ba bi. Thì bộ ba bi của ảnh là gãy chân ở trên này. Đó, gãy chân thì mình phải thay lại bộ ba bi mới. Thì cái này kêu là bộ ba bi và mình thay bi này luôn. Cái bi này á, thay để đi nó khó bể hơn. Rồi á, ở trong đây là mình sẽ tặng cho ảnh bộ là xoa độ. Bởi vì công việc của ảnh á là chở nặng, mà không có bộ là xoa độ này vô á thì chắc chắn luôn đi ảnh sẽ chơ liền, ráp bộ nồi hãng mới 2 triệu mấy vô đi không ngon. Chắc chắn luôn các bạn, bộ nồi hãng mới bỏ vô đi sẽ không ngon. Và cái này em quyết định là em chọn lẻ từng bộ phận là sao. Bởi vì nếu mà các bạn mua nguyên bộ nồi hãng á, nó sẽ không có được cái lá bố đen như em hay sử dụng, mà cái lá bố xanh hãng á nó không đi rất là yếu, nó không có bắt.
đó, thì em lựa chọn là mua từng món để mà ráp vô cho ảnh, thì mình sẽ chủ động được đồ. Ví dụ là sao em sẽ thay được là sao bắt hơn bố á, em sẽ chọn được bố màu đen này cho anh trai. Rau em vẫn xài rau hãng luôn. Rồi cái chén muỗng cần muỗng nè là em thay của Thái, đúng Thái Lan xịn hơn. Em thay cái muỗng mới nè, em thay cái cần mới cho xe này đó. Thì đồ đạc cái nào cũng vậy, nó sẽ có giá trị tương ứng với nó. Bật đèn cũng thay bật đèn Nachi mới nè. Nồi mà cái này á, ở trong hãng nó sẽ có bán lẻ từng chi tiết đó nha, mua lẻ từng chi tiết, biết bao nhiêu chi tiết. Ở đây full bộ nồi các bạn thấy đơn giản thôi, thực sự là mở ra hết từng chi tiết nữa nó còn nhiều hơn gấp mấy lần như vậy. Rồi thì bây giờ em tiến hành em ráp lên cho anh trai này, em rửa sạch sẽ hết, em làm máy em rửa sạch sẽ hết. Và nên nhớ khi mà em làm bộ nồi thì cũng không có nghĩ là phải tra người ta, là sao không phải làm bộ nồi vô xong là muốn chạy mạnh là mạnh đâu, không có, nó chỉ đỡ một phần nào cho các bạn thôi. Rồi cảm ơn mọi người, camera quay lại đây một cái đi cho anh em thấy. Đồ vô đừng nói anh Tây ơi, nhớ một câu nha, dị ứng nhất là làm nồi xong bữa sau quay lại bán dấu của anh Tây, đầu lòng em sao chảy nhớt. Ủa làm nồi không sao tự nhiên đầu lòng chảy nhớt không em nội? Ủa làm nồi không, ủa anh Tây ơi, sao bên xe em nó kêu xè xè gì đó, kêu xin cam ớn nhất mấy ông nội vậy á. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi chào 500 anh em, thì đây là bộ nồi sau khi mà mình ráp lên xe ha, thì thay mới hết đó. Và anh em đừng có nghĩ là sẽ thay mới hết ngon hơn, chắc chắn luôn, cứ làm gì cũng vậy, phải có căn chỉnh lại hết đó các bạn. Có xe mình sẽ bỏ máy nhớt này, có xe mình để, nó tùy vô trường hợp nữa nha. Có những 2-3 năm về trước mình hay rất là hay bỏ, thì anh em mà nào mà thấy bỏ cái máy nhớt này là bình thường, không bị hư gì hết. Rồi chào 500 anh em YouTube. Thì một cái xe á, mà đi bền hay đi lâu hay không á, hoặc là đi ngon hay không á, ít nhất phải chờ thời gian á, chủ xe người ta trải nghiệm, người ta nhận xét. Nhưng mà bây giờ là vừa lắp ráp xong thì cho chủ xe một cái cảm nhận trước, chủ xe cho một cái cảm nhận trước, rồi mình đi thời gian sau nữa ghé lại canh chỉnh á, thì mình góp ý anh em luôn. Giờ trước mắt ráp vô em thấy sao, còn canh chỉnh gì lại cho em mấy gì được không? Nó đi nó mượt hơn trước anh, ga số rồi nó liền lạc hết rồi, ga số liền, nó bốc hơn một chút. Bốc hơn một chút à, nó bốc hơn cái nồi sáu là sao kia một chút hả? Có đó, nói chung là có. Cái vậy ga số rồi vô mới nó liền lạc hơn. À tại vì hồi nãy có chỉnh xăng đồ lại giùm em chút xíu mà không có lấy tiền. Còn nồi đồ qua số đồ dễ không? Được, ví dụ nặng hay nhẹ không quan trọng với em đâu, miễn sao nó vô nó liền lạc là được rồi. Nhưng mà hiện tại là cảm giác chân có nặng quá không? Hay không, là... bình thường, tại đấy nói nặng nhẹ không quan trọng với em, vô được hết á, nhẹ vô cũng được mà nặng em vô cũng được nữa. Rồi vậy hả mà được á, em đi nhiều cỡ 4-5 ngày sau quay lại anh canh chỉnh, còn em đi ít cỡ 10 ngày sau anh quay lại anh canh chỉnh hơn. Cái này về có thử có thi nhớt thì về bên lắp nội báo anh làm không thì em cũng chạy cũng hay, lâu cũng có đi ngang qua nè, cái cách cỡ có đi ngang qua thì em qua cây chỉnh, còn không có thôi. Với lại nhớ giờ đuổi xe cái nha, tại vì mới làm nồi xong á nhớ hay chảy xuống nó dính cổ bô hay gì đồ á, ghét chân đồ á, rồi mình chạy hay thấy cái xe mình nóng, giờ rửa xe sạch sẽ lại một cái thấy nó hết nóng rồi. Rồi anh cảm ơn em nhiều.